lòng mẹ đi. Lòng mẹ không biết thổi. Cái gì? Không biết thổi. Thổi gì cũng cầm sáo nữa. Thổi mẹ nghe bài bị sát nha. Bị sát lại gì? Bài bị sát. Rồi sao? Bài bị chết đu 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 á. Thổi lại đi nghe được gì nghe. Đậu không? Đậu không ơi? Thổi gì nghe tiếng chim à? Yên cho nó thổi sáo tôi nghe coi. Đậu em đây. Đậu ở trong kia. Đậu biết đậu không? Yên ơi! Yên ơi! Trời ơi, nghĩ mẹ mày làm gì hết đâu á? Yên đâu mà cái quay? Tao đang thổi sáo thì là hết hồn. Đàm đang bực bội nha. Bực bội đi ra đây chơi. Sầm vậy đó cái chân. Bớt cái miệng lại, ào 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 ào. Đó. Lâu lâu em mới về thì nó thổi cho nó thổi đi, mày mắc gì mày lại quạo à? Ai dạ, à? Chưa nắng. Đi chưa nắng. Mẹ mày, mình làm gì mày nhấc ơi, nó đang nhức đầu chân mà cứ kêu hoài trời. Thằng khùng. Ai kêu anh ba à? Mày đi Sài Gòn nha. Nhà này luôn xuống luôn à. Rồi, lâu lâu em mới về thì... Em này mà em. Khùng hết, em cái này nó không à. Cho mày hết khùng à. Khùng rồi. Mày thở đây không? Ê, cái đầu là ông sùm đất à. Lấy cái khăn lao xuống cái bàn xuống đi. Tự nhiên ra chữ người ta. Nghe không nghe người ta nghe mà tự nhiên lầm lần gần gần bà mẹ mày. Chửi nó chửi cậy nó đi mặt làm gì sụ chi cho buồn hả? Chửi tự nhiên ra chửi đây nhấn cậu đủ rồi khục rồi lao lao cho thiệt tình đi chị hai ơi. Chứ mẹ là ai con trời thằng khùng đó má gọi gì nữa ông già dạ, ôm đâu đi Sài Gòn mẹ ơi biến nhà này của tao không chứa mày này hay quá em đi nè cút đứng lên đi nè nhà nhau con mày đi mày đi lên Sài Gòn đi mày cút nha tự nhiên cút đi đi vô bắt nha đi lên Sài Gòn đi đi ông mày gọi mày chứ đi chơi cha đó thôi nào buồn đủ thằng khùng gì mà lâm sùm trời trời thằng ma báo tự nhiên nó la em à làm gì nó la thổi sáo mẹ nghe tự nhiên mày đứa nào ăn cơm chén nữa em đụng chồng mày ăn nghe mẹ con gái lớn rồi không biết cục cức gì hết á về không bù được cái đất gì hết ăn rồi ngủ ngủ là hay vậy trời đất ơi bữa nay tụi bay ăn lộn thuốc hay lộn thuốc gì ăn cái chén rửa nổi hả rồi mặt mày ở đâu mà lọ lem mày vô quạo quạo hả bội bội đi học thì đi mẹ đi đi học gì lên thì còn hả cười quá à biến quá đừng có nhà này cái thằng này cũng mẹ tụi bay mới đi hết á còn đâu em về mà làm dữ hả ngủ trương thay lên người ta làm kêu làm phụ không làm ngủ mà trương thay má mày coi chừng tao đó coi đây 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 đã coi bữa nay tụi bay ăn lộn thuốc hay gì vậy trời ơi sao đồ này gì không đem phơi lên vậy mi bữa nay bộ tụi bay uống lộn thuốc hay gì mà cái gì mi không vậy giặt nguyên nguồn thao đồ không phơi á mẹ thì không phơi đẩy nó đi làm gì căng hả lát anh hai anh ba nó phơi gái đứa phải tập cho nó phơi chứ mẹ trời ơi bữa nay uống lộn thuốc hết rồi làm gì chửi ngỡ hồ bơi còn bắt hả mẹ con mày ăn không rửa chén hả đó gái cưng của bà trời đất ơi con gái thành phố gì cô không chịu rửa trời đất ơi làm gì sờ rửa cho nó coi làm gì bà la ăn hồi tám giờ sáng mà giờ tới 1-2 giờ mà từ rửa làm gì bữa nay nhà uống lộn thuốc hết hay gì người này ba tối ngày binh hà ngủ 9 giờ mới dậy nói mày chơi với mặt mày ra không cho mày giả bây giờ đó con hư tại mẹ cứ binh không à mặt mày bị lộn với ông táo gì lọ không vậy mùng mền ngủ không xếp không lại tay cây mà nó biết nghe đâu mà sù sù mặt nó dứt trục đá bây giờ ngủ thì chưa chờ chưa chập hai mẹ con ôm nhau ngủ có mẹ nè có bà làm gì cha con ông đủ chưa có đâu nhỏ mới về làm gì để áp đảo như vậy thì trời đất ơi về quái phụ luôn phụ nhà phụ cửa chứ đi lên nhà thả đây đi là cha con mày đi trước á trời ơi bình nó bình mắc gì đi mày mốt nó mà lấy chồng á mẹ theo nó nha ừ mày bên vậy là con gái mẹ hư á hư gì hư lâu lâu căng đi mấy tháng này tao mới về mà làm gì áp đảo ơi con hư tại mẹ mà
binh binh binh. Nhà mẹ phải chỉ nó là nấu cái này nấu cái kia. Ờ mới mốt làm dâu là người ta nữa. 20 tuổi đầu rồi. Mai mốt tôi gả nó đi thằng Sơn cho bù chứ gì đâu mà. Bù cái gì? Trời đất ơi. Vô đủ gì sớm nữa. Nói mà chơi 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 mặt mày ra hả? Có bả đó kìa. Giờ tôi đi, tôi đi theo nó luôn hả? Nó đi chưa? Kêu đi Sài Gòn đi chứ đi học về để làm gì? Về đi báo cha báo mẹ báo tiền 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 tiền. Mày mày canh chiều nay mày bắt xem đi lẹ nha. Mẹ cũng vậy suốt ngày bên bên á. Khác thì mày đuổi con Bi đi, mày đuổi tao luôn chứ vậy. Con không có nói con đuổi mẹ nha. Thế đuổi nói mẹ đi luôn với nó đi. Bà đi được tốt. Cái nào đúng thì mẹ bên. Đúng rồi, bên hư đó. Lâu tao mới về tự nhiên ba bốn người áp đảo cha thế con. Trời ơi, nó lâu mà về mày còn vậy đó, mà muốn về hoài ai chịu nổi. À, tao nói trước nha, một hồi vô tao không muốn thấy cái mặt mày đây đâu nha. Nói trước mày biết á. Bà làm sao chiều nay đưa nó đi đó. Trời. Nói cái mặt xù à. Chị có ha. Chiều đi thì chiều đi. Chơi mấy bữa rồi đi. Nghỉ được thì nghỉ đi. Ba cha con mày vô đây hết đi. Má tao sống máu rồi đó. Mày thương máu đâu mà vô đây đâu này. Mày kêu con cha mày luôn. Nhà với mẹ đi. Tới giờ bữa đi. Sao rồi, khóc luôn hả? Trời ơi, hai mẹ con rồi khóc thử chơi luôn khóc luôn trời. À, hai chào nhà nha. Chào nhà nha. À, không phải như những gì mà nãy giờ mọi người xem đâu nha cả nhà. À, nãy giờ là mấy cha con hãy ca bàn kế hoạch thôi. Đó, xài xẻ chửi My, xài xẻ nó để mọi người biết ảnh như không. Hôm nay á là sinh nhật bé My nha cả nhà. Đó thì nói chung là tí con em đã cấu kết nhau chửi cho khóc luôn. Bây giờ vô thử phản ứng như thế nào nha cả nhà. Vô bây giờ bà vô bà đuổi nó đi trước đi. Bà làm dữ lên. Rồi tụi con ra dập cúng kem nữa nha. Nha. Dạ chú. Xong rồi cắm đèn cài vô. Cắm vô đi, cắm sai đi. Tên mà. Đúng rồi. Mi dài. Thế. Ok cả nhà. À cả nhà cùng hóng chờ xem là cái màn này có bất ngờ hay không nha cả nhà. Ok. Bà cha con ngon. Chưa đi nữa hả? Ông kêu hết thằng Sơn báo con ấy. Chứ làm gì một mình tôi xử được rồi. Cần gì xử, vô đây. Vô làm dữ hả? Tới giờ là mẹ con chứ, trời ơi giờ này con khóc lóc chủ ai hả? Quan ức quá mà. Làm gì quan? Lâu lâu tôi nói gì không quan hả? Mấy tháng trời nhỏ mới về mà làm gì áp đảo đuổi đi vậy à? Gì á, ăn chén bát không rửa. Ngủ quá, chứ chưa trời chưa chật. Bùng mền không xếp. Ông bây giờ không nói nhiều, ông kêu ông Sơn báo với ông bà báo vô đây tôi. Tôi biết bỏ trong bụng ấm bức dữ lắm không? Đến đây mày đừng khóc nữa mày. Đến đây con. Ờ, hai mấy con ôm nhau đi lên phố đi. Đây vậy chứ sao vậy? Ờ. Kêu ông Sơn báo rồi nó đây, ba cho con ông biến khỏi nhà này nè. Nè, kêu nó ba nó vô nè. Happy birthday to you. Nè, nó vô nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mày biết ngày gì không? Không. Sinh nhật bé My. Không. Nè. Yeah. Sinh nhật bé My. Rồi ước đi. Ước đi. Lẹ. Ước đi. Lẹ. Nãy giờ đuổi dữ lắm nè. Đuổi gì? Thôi. Rồi. Có xịt đi. Trời ơi thổi gì mà không. Ông tắt. Ước không tắt luôn. Ngồi nước. Rồi biết. Cút. Đi đi. Gì mới cho bánh kem về đuổi nó không nội. Có đi là ba cha con mày đi á. Đâu? Con đi là ba cha con đi mua bánh kem hả? Ừ. Nay sinh nhật nó làm chúc mừng sinh nhật được không? Chứ không phải đuổi nó đi hả? Đuổi vậy? Đuổi vậy? Mẹ là em đồ. Trời ơi. Đó mua cho con bánh kem nè. Hả? Con này cũng mua trà cũng mua bà. Ôi, mà sao nhất định sai vậy? Trời ơi, có chữ Y không mà chứ gì đâu mà. Sai chỗ nào? Chữ Y á. Tại liếm cái chữ Y. Ngắt cái đuôi ra. Mình tay ngắn mà Y dài cho mà cũng không thật tâm nữa.
Thật tâm rồi sao? Con này ăn được không? Không. Được. Mẹ ăn được rồi. Này mẹ cho mẹ. Mềm lắm. Mày ăn đi mày chơi tao, ngồi cái em đi. Chửi cho đã mà. Chửi mày chửi. Có bánh kem cho tí. Giỡn đồ chơi thôi. Cái này mày ăn nha mẹ. Chúc mừng chỉ vậy thôi hả? Không có gì nữa hả? Trời ơi. Ăn bánh kem trước đi. Đổi vậy. Muốn ăn gì nữa? Sinh nhật thì chửi cô bơ cô quắc rồi cho cái bánh chửi kem không chửi. Về á hả? Rồi, cảm ơn cả nhà. Tôi đi mua bánh kem mà. Ok nha. Đây là sinh nhật của bé My nha cả nhà. Đó. Nói chung là tạo bất ngờ cho nó nha cả nhà ơi. Chứ không có chửi mắng gì hết cho nha cả nhà. Nó làm xấu cái gì. Vô rồi chụp hình luôn. Mày sai chơi. Mất chữ ơi luôn rồi. Ok nha, thôi bây giờ Hải Ca sẽ cắt bánh kem ăn cùng với mẹ Hương rồi nha cả nhà. Tối dắt mẹ Hương viên lẩu nha. Còn bây giờ thì thôi Hải Ca xin kết thúc video đây nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye.